Người đàn ông nước ngoài đạp xe ra đường sau 18 giờ, thách thức lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch. Thông tin trên báo chí vào tối 17 tháng 8, tổ công tác công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đi tuần tra kiểm soát việc giãn cách xã hội của người dân theo chỉ thị 16 vào khung giờ hạn chế ra đường. Khoảng 20 giờ, một người đàn ông quốc tịch nước ngoài đi xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khi đến chốt kiểm soát dịch gần cầu Thị Nghè thì bị tổ công tác kiểm tra giấy tờ. Tại đây, người đàn ông không xuất trình được giấy tờ và tháo khẩu trang gây rối. Dù cảnh sát giao thông giải thích, nhắc nhở bằng tiếng Anh, người này vẫn thách thức. Tổ công tác đã khống chế người đàn ông này và bàn giao cho công an phường Đa Cao, quận 1 xử lý theo quy định. Theo báo chí, tối cùng ngày, tổ công tác 363 phát hiện một ô tô đang dừng đèn đỏ tại lộ Lê Duẩn, Hai Bà Trưng nên tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, tài xế TBT, ngụ tại quận 1 trình bày, vừa đi giao cá cho người quen trong công ty và đang trên đường về cất xe. Do anh T ra đường không đúng quy định, không đúng trong giấy xác nhận của công ty, nên tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi ra đường không thực sự cần thiết, với mức phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.